Đây là đĩa trứng cuộn. Rất là ngon các bạn ơi. Nếu mà những dịp cái mình làm biếng đó các bạn, thì mình làm cái món này ăn cũng ngon lắm. Các bạn nấu một nồi cơm thiệt là nóng, làm một cái chén nước tương cay thiệt là cay, rồi các bạn đổ trứng này ra, ăn thật là tuyệt vời. Trứng cuộn rất là ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng. Cách làm như thế nào? Cùng bạn. Xin chào các bạn, trở lại kênh nấu ăn của Trinh. Hôm nay Trinh chia sẻ các bạn cái món trứng cuộn ha. Món này rất là dễ làm luôn. Những lúc nào mà làm biếng á, cái mình làm cái món trứng này ăn cũng rất là tuyệt vời các bạn ha. Ở đây Trinh có 7 quả trứng. Trứng medium á các bạn, nhỏ nhỏ như vậy. Và một củ cà rốt, hành, cái này bột bắp, bột nêm. Cái này có chút mà Trinh chỉ dùng một chút xíu nước thôi ha, không có dùng nhiều. Bây giờ Trinh sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên Trinh sẽ cắt cà rốt ha. Cà rốt bào vỏ rồi rửa sạch, cắt từng cái lát mỏng như thế này. Rồi các bạn đem đi trần sơ qua nước sôi ha, nấu. Trong thời gian mình cắt cái này nè, mình bắt một cái nồi nước nhỏ nhỏ, nước sôi ha, để mình bỏ cái cà rốt này vào trụng sơ cho nó mềm á. Trong thời gian đợi nước sôi để Trinh luộc sơ cái cà rốt á, thì Trinh sẽ tách cái lòng trắng và lòng đỏ riêng của cái quả trứng ha. Trinh sẽ dùng 1 teaspoon bột bắp và bột nêm. Bột nêm thì Trinh dùng 1 thi rưỡi ha. Và Trinh sẽ cho nước vào đây. Hai muỗng canh nước. Khuấy lên. Trinh sẽ cho vào lòng đỏ 1 muỗng canh rưỡi. Vào cái lòng trắng, còn lại Trinh cho hết vào. Khuấy lên. Lòng đỏ cũng vậy các bạn, khuấy lên ha. Và các bạn nếm thử coi cái nó vừa chưa ha. Nếu mà chưa vừa các bạn cho thêm một chút xíu muối. Rồi các bạn để qua một bên. Bây giờ nước cũng đã sôi, Trinh sẽ trần sơ cái cà rốt vào nước sôi. Trinh cho vào nước sôi một chút xíu muối. Trinh cho cà rốt vào. Các bạn đừng nấu kỹ ha, mình chỉ đảo sơ vài vòng. Rồi đảo sơ vài vòng, Trinh sẽ vớt cái cà rốt này ra vào cái tô nước lạnh.
để cho cái cà rốt nó được đỏ các bạn. Nước nó vừa sôi lại nè ha, mình vớt nó ra. Các bạn chậm khô cà rốt lại một chút xíu ha, đừng cho nó ướt quá. Rồi Trinh sẽ cắt nhỏ cái cà rốt này, cắt nhuyễn á, các bạn cắt nhuyễn đi ha, cắt nhỏ nhỏ, cắt hạt lựu mà nhỏ nhỏ. Zoom lại ha. Nhỏ nhỏ như thế này các bạn ha. Sau đó các bạn bỏ cà rốt vào trong cái chỗ cái lòng trắng trứng. Các bạn bỏ từ từ ha, để mình coi cái lượng cà rốt đó, cho nó vừa đủ ha các bạn. Mình bỏ nhiều quá đó thì cũng không có ngon. Mà cuộn lại nó cũng khó nữa, tại nó nhiều cà rốt quá, khi mình cuộn trứng á nó rất là khó khăn. Các bạn bỏ sao á mà các bạn thấy á, mà cái chồng trắng trứng nó nhiều hơn cà rốt là được, chứ bạn bỏ nó đặc hết cà rốt á, thì nó không ngon ha. Tôi nghĩ đây là vừa rồi. Rồi Trinh cũng cho hành. Các bạn trộn lại ha. Bây giờ các bạn chuẩn bị một cái chảo, mình đổ cái chồng trắng này trước. Trinh sẽ dùng cái chảo dài dài chữ nhật như thế này ha. Các bạn nếu mà có cái chảo, không có chảo này các bạn dùng chảo tròn cũng được ha. Cái chảo này Trinh mua ở Amazon đó các bạn, nó nhỏ xíu à. Chiều dài nó cỡ một gang tay, chiều ngang thì nó hơn nửa gang tay. Xin cho vào đây một chút xíu dầu. Cái chảo này là của Nhật các bạn. Cho một chút xíu dầu ở đây ha. Khi mà cái chảo dầu nó nóng rồi, xin đổ một lớp trứng mỏng vào đây. Trinh sẽ cuộn nó lại. Và Trinh cho một chút xíu dầu lên nữa ha, rồi Trinh sẽ đổ tiếp. Và các bạn cứ đổ cứ thế mà các bạn cuộn lại ha. Trinh mới đổ thêm lớp kế tiếp nữa nè. Rồi các bạn cứ như vậy mà các bạn cuộn tròn cho hết cái trứng mà lòng trắng á. Sau khi đổ cái lòng trắng xong thì Trinh sẽ đổ qua cái đỏ ha. Và các bạn cứ mà cuộn tiếp ha. Khi nào thấy cái lòng đỏ nó ráo cái mặt bên trên đó, rồi các bạn cuộn.
Sau khi đổ hết những lớp trứng màu đỏ rồi, Trinh sẽ cho cái trứng này ra cái đĩa. Bây giờ Trinh sẽ cắt ra ha. Ngon các bạn, rất là tuyệt vời. Và đĩa trứng cuộn của Trinh đã làm xong, rất là lẹ các bạn ha. Các bạn có thể ăn với cơm cũng ngon các bạn, cơm nóng thiệt nóng á. Và các bạn dầm một chén nước tương ớt, trời ơi ăn vô hết sảy luôn. Nếu các bạn thấy video của Trinh hữu ích thì hãy đăng ký và like cho Trinh nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở video sau. Bye bye.